quý vị, từ xưa đến nay, mua bán dâm là hành vi vi phạm pháp luật, bị cả xã hội lên án, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Thế nhưng những giờ qua thì dư luận lại dậy sóng trước dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo xin ý kiến sinh viên bán dâm tới lần thứ tư mới bị buộc thôi học đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng trung cấp hệ chính quy. Nhiều người tự hỏi là không hiểu mục đích của dự thảo này quy định là gì, và phải chăng thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ siết quy định này đối với sinh viên ngành sư phạm, còn các sinh viên trường khác thì không? Để cùng tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, Phó trưởng khoa Quản lý Giáo dục Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào anh Hà. Cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, chắc hẳn là anh đã biết đến cái dự luật này và mấy ngày nay thì đã sôi sục ở trên mạng xã hội rồi. Và quan điểm của anh về cái dự luật này thì như thế nào ạ? Dạ vâng. Chúng ta cũng thấy rằng là khi mà cái dự luật được đưa ra thì đã nhận được rất nhiều gạch đá từ cộng đồng. Và bản thân tôi thì tôi cũng thấy rằng là có lẽ là cái dự thảo này cũng cần phải xem xét lại. Bởi vì là tất nhiên chúng ta đang thấy rằng nó có một cái sự vênh giữa những quy định của pháp luật với những cái quy định về mặt đạo đức hay là những cái yếu tố về mặt văn hóa. Và vì thế thì cái việc mà mỗi một cá nhân chúng ta khi mà chúng ta phản ứng với một cái điều mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến những cái giá trị của bản thân mình, có lẽ là nó cũng là lẽ rất là đương nhiên thôi. Vâng, và cái dự thảo này thì gặp phải cái luồng ý kiến dữ dội từ phía dư luận là do khi mà ở trong đó câu chữ thì có nói là đến lần thứ tư mới bị buộc thôi học. Thế tức là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì sẽ như thế nào? Dạ vâng, thực ra thì ở đây chúng ta sẽ phải rất là tỉnh táo khi chúng ta đọc kỹ cái dự thảo. Thì không phải là Bộ Giáo dục Đào tạo quy định rằng là sinh viên cao đẳng hay trung cấp ngành sư phạm là được phép bán dâm đến lần thứ tư thì mới bị đuổi học, không phải như vậy đâu. Mà quy định nó chỉ rất là rõ là cái hành vi bán dâm mà ngay từ khi mà bị phát hiện ra thì đã bị xử lý kỷ luật rồi. Đó là hình thức từ khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi học 1 năm và sau đó mới là đình chỉ 1 năm và buộc thôi học. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái quy định này cũng rất là chặt chẽ. Tuy nhiên thì tôi vẫn nói rằng là cái sự nhạy cảm giữa cái yếu tố đạo đức và yếu tố pháp luật ấy, nó làm cho chúng ta bức xúc. Nó là như vậy thôi. Tức là các cái hình thức xử lý thì sẽ theo quy trình từ nhẹ đến nặng. Và đến lần thứ tư thì sẽ bị buộc thôi học. Thế tuy nhiên thì cũng rất nhiều người đặt ra câu hỏi là tại vì sao mà quy định này chỉ dành cho đối tượng là học các trường trung cấp cao đẳng của hệ sư phạm hay thôi ạ? Ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng là trong cái quy trình mà lấy ý kiến ấy, của những dự thảo thì bao giờ cũng có sẽ chia ra những cái quy định, ví dụ như là từ bậc trung cấp và cao đẳng thì sẽ có cái dự thảo quy định riêng. Thế còn đối với sinh viên bậc đại học, đặc biệt là ngành sư phạm thì sẽ có một cái quy định, một cái quy chế riêng, bởi vì là hai cái cấp học này nó rất là khác nhau về cái hình thức, rồi hình thức đào tạo, rồi đối tượng học tập. Và như vậy chúng ta hiểu rằng là sau khi mà có cái dự thảo về quy định về hình thức xử lý kỷ luật đối với sinh viên bậc trung cấp và cao đẳng thì sẽ có một cái dự thảo quy định đối với sinh viên bậc đại học ở cái ngành khối ngành sư phạm. Vâng. Tức là hiểu nôm na là khi mà cái dự thảo này được đưa ra và nó chưa đầy đủ đối với tất cả các bậc học cũng như là đối với sinh viên của tất cả các trường đại học thì nó gặp phải cái sự phản ứng trái chiều của dư luận bởi vì nó đã không mang đủ cái tính chất khái quát, đúng không ạ? Vâng, cái đấy là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Đó là khi mà cái điều này nó cũng liên quan đến cái câu chuyện là đối với các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Bộ Giáo dục, là một cái cơ quan mà dẫn rất là nhiều sự quan tâm của đông đảo công chúng, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi một gia đình. Thì cái việc mà chúng ta cân nhắc cái câu chữ lời nói khi chúng ta đưa lên lấy ý kiến ấy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái câu chuyện là dư luận xã hội họ hiểu như thế nào. Và ở đây chúng ta đang hiểu rằng là cái cách mà bộ chúng ta đưa ra những cái quan điểm ấy thì nó đang không phù hợp hay không đúng lắm đối với cái cách mà mỗi người dân chúng ta nhận thức, và vì vậy nhận được cái sự phản ứng rất là mãnh liệt từ phía cộng đồng. Đó cũng là một cái điều mà tôi nghĩ rằng những người làm luật, những cái người có trách nhiệm chúng ta cũng phải cân nhắc hết sức khi mà chúng ta đưa ra một cái dự thảo đó mà muốn xin ý kiến của đông đảo công chúng. Tức là bản thân dư luận thì họ đòi hỏi cái sự chặt chẽ hơn và chỉn chu hơn khi mà đưa ra bất cứ một cái dự thảo nào. Cũng có ý kiến cho rằng là khi mà một người, ví dụ như là sinh viên chẳng hạn, học sinh sinh viên thì cũng là một công dân, và khi mà họ vi phạm pháp luật dù là ở hình thức mà sẽ bị xử phạt hành chính hay là xử phạt hình sự đi chăng nữa thì đã có bộ luật mà pháp luật xử lý rồi, và Bộ Giáo dục Đào tạo lại tiếp tục đưa ra một cái hình thức xử lý khác nữa, như thế có phải là chồng chéo lên nhau hay không ạ? Tôi nghĩ đây không phải chồng chéo một chút nào đâu ạ, bởi vì chúng ta thấy rằng là cái hành vi vi phạm pháp luật nào ở mức độ nào, có thể mức độ hành chính hay hình sự, thì sẽ bị sẽ có cái cơ quan tương ứng người ta sẽ xử lý. Tuy nhiên là sinh viên hoặc là học sinh đang là một cái đối tượng trong một cái sự quản lý của cái cơ quan đó, là của nhà trường hay là của Bộ Đào tạo, và vì thế phải có một cái sự liên thông hay là một sự phối hợp để mà cùng xử lý.
Bởi vì ví dụ như là một cái hành vi chúng ta thấy rất là rõ như này. Ví dụ một sinh viên vi phạm luật giao thông thì có thể em đó sẽ bị phạt vi phạm hành chính, ví dụ như là vượt đèn đỏ hay là không đội mũ bảo hiểm. Nhưng với cái trường hợp đó thì bên công an họ sẽ chuyển tất cả thông tin sang bên nhà trường, và nhà trường sẽ căn cứ vào quy chế học sinh sinh viên để tiếp tục xử lý em ở trong cái môi trường học tập. Tôi nghĩ rằng cái việc này là việc hoàn toàn là phù hợp, không hề có chồng chéo, mà nó chỉ tăng thêm cái sức mạnh răn đe của pháp luật đối với hành vi của mỗi cá nhân thôi. Và bản thân thì những cái sinh viên của các trường trung cấp và cao đẳng hệ vị sư phạm thì cũng đã cảm thấy rất là bức xúc khi mà đọc được những cái dự thảo này, bởi vì nghĩ rằng là sẽ chỉ nhằm vào chính đối tượng là họ thôi. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào? Dạ vâng, bức xúc cũng đúng thôi, bởi vì là như chúng ta đã vừa mới chia sẻ, đó là cái cách mà Bộ Giáo dục Đào tạo khi mà đưa thông tin lên ấy, nó không có gãy gọn, không có đầy đủ, làm cho nhiều người hiểu nhầm, mà đặc biệt là đối với những cái sinh viên ngành sư phạm. Chúng ta biết rằng là từ xưa đến nay ngành sư phạm hay nhà giáo thì luôn luôn có một cái lòng tự trọng rất cao, và nếu mà chúng ta hiểu theo cái cách hiểu là sinh viên sư phạm mà được phép làm cái việc mà có thể được gọi trái thuần phong mỹ tục thì có lẽ là đang ảnh hưởng động chạm đến chính lòng tự trọng của mỗi người giáo viên, và đặc biệt là đối với những bạn sinh viên mà theo ngành sư phạm. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái bài học kinh nghiệm rất là sâu sắc để cho Bộ Giáo dục Đào tạo cân nhắc khi mà chúng ta đưa ra những cái quy định hay đưa ra những cái thông tư hay hướng dẫn để làm sao nó phù hợp, vừa đảm bảo pháp luật nhưng vừa đảm bảo được với những cái giá trị đạo đức và văn hóa. Vâng, đã có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục thì không biết anh đã từng gặp phải những trường hợp cụ thể nào như thế này chưa, và nếu như mà gặp phải những cái trường hợp đó thì không biết là cách xử lý, hình thức xử lý của nhà trường đối với những học sinh sinh viên này như thế nào? Vâng, nếu mà chúng ta đúng ra thì cái thông tư này đã được thực hiện từ lâu rồi, từ năm 2007, và đến năm 2016 là chúng ta đã có một cái thông tư hướng dẫn để quy định rõ hơn. Chúng ta thấy rằng là cái thông tư hướng dẫn về quy định thì luôn luôn thay đổi theo cái tiến bộ của xã hội cũng như là theo cái quá trình phát triển. Và tôi nghĩ rằng là mỗi một sinh viên ấy mà khi mà đã tham gia học tập hay là tham gia sinh hoạt trong một cái cộng đồng thì phải tuân theo những quy định pháp luật đó, và đặc biệt là đối với những sinh viên ngành sư phạm. Và bản thân tôi nghĩ rằng là với quy định mà hiện nay mà Bộ Đào tạo đưa ra để mà xin ý kiến ấy, tôi nghĩ là với cái hình thức đó là nó chưa đảm bảo được cái tính nghiêm minh cũng như là cái tính răn đe, đặc biệt là đối với sinh viên ngành sư phạm. Và chính vì thế, thực ra là trong ngành thôi, người ta cũng đã nói rất là nhiều rồi. Bởi vì rõ ràng là một giáo sinh mà vi phạm đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục như vậy mà lại ra trường, lại đứng lớp thì có lẽ là nó sẽ làm hỏng cả một thế hệ. Và tôi nghĩ rằng là Bộ nên điều chỉnh lại cái việc này. Và cũng có thể cho thấy là cái động thái này của Bộ thì nhằm vào cái việc là trên thực tế ngày nay thì cũng có rất là nhiều sinh viên, học sinh đã có những cái hình thức mà gây không những là vi phạm pháp luật mà còn là vi phạm về đạo đức nữa. Thì anh có thấy rằng đây là một cái gọi là xu hướng của giới trẻ ngày nay hay không ạ? Không, tôi nghĩ rằng là tất cả những cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo nói riêng và cũng như là của các cơ quan quản lý nhà nước khác ấy, là mang tính răn đe, phòng ngừa. Tất nhiên chúng ta không thể tránh khỏi rằng là có một vài những cá nhân, có thể các bạn sinh viên ở ngành này ngành kia, và đặc biệt là đối với ngành sư phạm là có tham gia các hành vi mua bán dâm, mà thậm chí là tổ chức mại dâm. Tuy nhiên đó không phải là một cái con số mang tính phổ biến. Chính vì thế những cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo ấy, nó làm cho nó giống như là một cái giải pháp để cảnh báo hay là răn đe cho những cái cá nhân, những bạn sinh viên mà đang có một cái lối sống nó thiếu chuẩn mực, để chuẩn bị lại cái hành vi của mình sao cho nó đúng đắn và phù hợp với những cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là của pháp luật. Vâng, cảm ơn anh Phạm Hành Hà ngày hôm nay đã đến với trường quay của Chào Buổi Tối và có những chia sẻ hết sức cụ thể. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.